Khang Audio Bình Dương xin chào tất cả các đồng chí. Buổi chiều ngày 21 tháng 2 báo cáo các đồng chí tại đơn vị vận chuyển Viettel Bốt. Mình giới thiệu tới các đồng chí một cái sản phẩm không phải là một người khỏe, hai người vui nữa mà một người khỏe cả nhà vui nha, cả bản vui. Báo cáo với các đồng chí, con này thì đúng là cả bản vui chứ không phải một người khỏe, hai người vui nữa. GHS 1625D 16 than lớn thì có phải là một con này khỏe thôi nhưng mà cả bản mình vui, có phải không ạ? Đấy, đây là căng ten Bluetooth đây này. Đấy, mình để đây thì khi về là lắp nó ở đằng sau này nhá. Đấy, cái sản phẩm này báo cáo các đồng chí đi thủ đô Hà Nội gửi tới người thượng đế Cao Văn Dinh ở số 10 ngách 51 xẹt 24 ngõ 816 đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội, thủ đô Hà Nội đấy nhá. Tôi đi giữa trời Hà Nội mà tôi yêu những người yêu nhau. Báo cáo các đồng chí cân nhân hoa chỉ 17 cân mấy lạng kìa. Đấy nhá. Đấy. Thì buổi chiều hôm nay có một cái đơn hàng này thôi. Đấy, các đồng chí mà có nhu cầu nhá. Có nhu cầu coi như thế là chỉ dùng có một cái thôi. Đấy, nhưng mà cả nhà vui thì liên hệ với mình nhá. Mọi thế lại xin ra dừng clip ở đây. Cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.